Giọng nói chữa lành là một công cụ rất mạnh mẽ để mang lại sự thoải mái, bình yên và chữa lành cho người khác. Sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng một người có năng lực chữa lành bằng giọng nói của mình. Điều thứ nhất, một giọng nói chữa lành thường sở hữu chất giọng êm dịu và vang vọng, có thể tạo cảm giác bình tĩnh, thư thái cho người nghe. Những rung động và tần số do giọng nói tạo ra có thể có tác động tích cực đến năng lượng và sức khỏe của người khác. Điều thứ hai, giọng nói chữa lành có khả năng khơi gợi những cảm xúc sâu sắc và tạo cảm giác kết nối với người nghe. Nó có thể chạm đến trái tim của người khác, mang lại niềm an ủi và hỗ trợ trong thời gian thử thách. Giọng nói có thể mang theo cảm giác đồng cảm, từ bi và thấu hiểu. Điều thứ ba, Âm thanh và rung động có khả năng ảnh hưởng đến cơ thể tràn đầy năng lượng của chúng ta. Một giọng nói chữa lành có thể giúp cân bằng và hài hòa các trung tâm năng lượng hoặc luôn xa bên trong người nghe. Nó có thể tạo điều kiện giải phóng năng lượng trì trệ hoặc tiêu cực, thúc đẩy sức khỏe tổng thể và chữa lành. Điều thứ tư, ý định đằng sau giọng nói là điều rất cần thiết. Một người có giọng nói chữa lành có thể thực sự mong muốn giúp đỡ và nâng đỡ người khác. Họ cũng có thể sở hữu sự hiền diện rất mạnh mẽ và khả năng giữ không gian để quá trình chữa lành diễn ra. Sự kết hợp giữa ý định và sự hiền diện này có thể nâng cao khả năng chữa lành dòng nói của họ. Nếu bạn tin rằng mình được ban tặng một dòng nói có khả năng chữa lành, hãy cân nhắc khám phá cách sử dụng nó vì lợi ích của người khác. Hãy nhớ rằng món quà dòng nói chữa lành là một công cụ rất đẹp và rất mạnh mẽ nhưng điều quan trọng là phải tiếp cận nó với sự khiêm tốn và trân trọng hãy liên tục nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu của bạn đồng thời luôn ưu tiên sự hạnh phúc và sự đồng ý của những người bạn chia sẻ nó phát triển sức mạnh của dòng nói chữa lành và khai thác năng lượng vũ trụ hoạt động thông qua nó có thể là một hành trình biến đổi sau đây là một số bước giúp bạn phát triển và nâng cao món quà này. Điều thứ nhất, bắt đầu bằng cách khám phá dòng nói của chính bạn và nhận thức được những phẩm chất độc đáo của nó. Điều này sẽ giúp bạn phát triển khả năng kiểm soát, sự rõ ràng và cộng hưởng tích cực trong giọng nói của mình. Điều thứ hai, suy ngẫm về ý định đằng sau việc bạn muốn phát triển giọng nói chữa lành của mình. Điều gì thúc đẩy bạn chia sẻ món quà này với người khác? kết nối với ý định chân thành và nhân ái sẽ giúp bạn hòa hợp với năng lượng chữa lành phổ quát. Điều thứ ba, tu luyện sự hiện diện và chánh niệm. Phát triển dòng nói chữa lành, đòi hỏi về có mặt trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, thực hành chánh niệm và thiền định để trao dồi trạng thái hiện diện và nhận thức. Điều này sẽ giúp bạn kết nối với năng lượng trải qua dòng nói của mình và tạo kết nối sâu sắc hơn với người nghe. Điều thứ tư, khám phá các kỹ thuật phát âm khác nhau, chẳng hạn như tùng kinh hoặc đọc thần chú, nghiên cứu các đặc tính chữa bệnh của các âm thanh, âm sắc và tần số khác nhau, tìm hiểu về hệ thống luân xa và cách sử dụng âm thanh để cân bằng và hài hòa các trung tâm năng lượng trong cơ thể. Điều thứ năm, hãy cân nhắc tìm kiếm sự hướng dẫn từ huấn luyện viên thanh nhạc, người chữa lành âm thanh hoặc giáo viên tâm linh có kinh nghiệm những người có thể giúp bạn phát triển hơn nữa dòng nói của mình và kết nối với năng lượng vũ trụ. Họ có thể cung cấp hướng dẫn và kỹ thuật được cá nhân hóa để nâng cao khả năng chữa bệnh của bạn. Điều thứ sáu, thường xuyên luyện tập cách sử dụng dòng nói của bạn với mục đích chữa bệnh, thử nghiệm các kỹ thuật tông màu và nhịp điều khác nhau, hãy tin vào trực giác của bạn và cho phép năng lượng trải qua dòng nói của bạn một cách tự nhiên. Hãy chú ý đến những phản hồi mà bạn nhận được từ những người mà bạn chia sẻ quan điểm của mình. Điều thứ bảy, khi bạn phát triển giọng nói chữa lành của mình, điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân, tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và năng lượng của bạn. Chẳng hạn như thiền, chữa bệnh bằng năng lượng hoặc từ suy ngẫm. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng và đảm bảo rằng bạn đang ở trạng thái tốt nhất để chia sẻ tiếng nói chữa lành của mình với người khác. Hãy nhớ rằng, phát triển một dòng nói có tính chữa lành là một hành trình suốt đời. Hãy kiên nhẫn với bản thân, tin tưởng vào quá trình. Để dòng nói của bạn phát triển một cách tự nhiên, hãy trân trọng món quà bạn được ban tặng và sử dụng nó với sự chính trực, lòng trắc cẩn và tôn trọng hạnh phúc của người khác. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại